cái cảnh bậy rạc nó kiểu lấy kiểu đấy kiểu lấy kiểu đấy nè đường đáng lẽ là phải túm túm một phát lẳng hết lòng lên đây này đưa cho anh đút luốt ra cũng biết sao môi trắng bạch kia đấy cứ chụp lại cái kiểu này chụp kiểu nào người ta hồi hộp không được mình đang còn hồi hộp đang ăn được chứ phải là hồi hộp vào thăm ơn đi cái này cao nhá không không phải không phải là hơi cao mà anh ấy thấp để anh phát thấp hơn luôn đi thì dễ thôi không bái đâu để ở dưới không anh góc mình làm nó cắm vô có dầu không rướn được đâu chào tí nữa chào hoa thì xong bắt đầu là chụp ai người phải đứng bay. Này lại chồng mông rồi đây à? Cái này vào nó phải phỏng ra cái nó ngồi luôn đẹp. Để kiên định. Chụp thôi cho vào. Rồi tí nó làm kiểu trao hoa ấy. Nhìn này cũng tí này không đẹp rồi. Cô chú thể trao dâu cho cô hoa ấy. Ê, chưa được đâu, này khi nào mà gái nhìn ở ngoài nhìn đấy là xuống phát được xuống trước ở dưới thì nhà gái cho thì mới được lấy cô dâu. Tức là nhà gái là để mẹ một cô dâu. Dẫn ra. Đúng rồi, không phải. Nếu mà làm đây đúng không kia làm nhiều thì đây mình biết tính vào đây. Đây. Ăn miếng không ngon kìa. Hồi hộp đây em.